Xin chào cả nhà. Thì theo dự báo thời tiết thì miền Nam Bộ chuẩn bị vào những cái đợt mưa lớn. Thì em làm một cái clip này để nói về vấn đề mình chăm sóc cây mai khi mà mùa mưa liên tục, mưa lớn kéo dài. Nhất là mình sẽ vào cái thời điểm mà tháng 7, tháng 8 mưa ngâu rồi đó. Gần Trung Thu thì mưa dầm dề cả ngày. Thì mình sẽ khắc phục như thế nào để cây mai mình phát triển tốt. Thì trong những clip vừa qua có nhiều cô chú anh chị bình luận là cái tiếng nói của em nhỏ, thì có lẽ hình như cái điện thoại em nâng cấp phần mềm lên cái nó thu cái tiếng nó nhỏ lại thì phải. Thì em sẽ cố gắng nói to hơn một chút. Thì cái vấn đề đầu tiên, cái cây mai trồng trong chậu á, thì cái điều kỹ nhất phải nói là tối kỵ luôn là nó bị úng nước nha cô chú anh chị. Nên đối với một số chậu mai á, nếu mà mình chuẩn bị mình trồng cây á, mình làm sao cho cái lỗ thoát nước của nó nên mình trộn với chất trồng, và cái lỗ thoát nước nó cũng phải đảm bảo để cho cái lượng nước nó thoát ra được. Thí dụ như một số cái loại chậu mà cái lỗ lù của nó to á, thì khi mà cô chú anh chị mình trồng á, khi nó to thì nó bọng quá. Nếu mình đưa cái giá thể vào thì mình có cắt một cái lớp, mình lấy mấy cái sắt á, mình đan lại thành cái lưới để nó bớt nó chất trọng bị rớt xuống. Tại vì nó rớt xuống riết thì nó sẽ bị bọng, nó dỏng lên một cái vòng tròn ngay chỗ cái rễ, nó sẽ bị bọng ở chỗ đó. Không mà mình dùng một cái lớp lưới lan mà lưới thưa á, chứ đừng có lưới khít quá nha. Mình chặn lại rồi mình cho cái chất trồng mình vào. Còn có một số loại chậu á, nói chung là mỗi vùng miền người ta sản xuất theo cái khuôn chậu khác nhau á, nên cái lỗ lù nó sẽ khác nhau. Một số loại chậu mà nó nhỏ thì mình có thể dùng thêm mấy cái máy khoan hoặc là cái đục á, mình thông thêm một số cái lỗ để cho nó thoát nước tốt nha. Cây mai là nó trồng mai là điều đầu tiên mình phải làm sao cho nó thoát nước trước, rồi mình mới tính đến chuyện cây mai nó phát triển tốt nha. Thứ hai về cái giá thể á, thể ở đây em cũng đã bị rồi nên em mới bị những bài học xương máu, nên em mới chia sẻ lại để cô chú anh chị mình cứ gặp tình huống đó mình tránh. Nhiều cái chất trồng của em á, cô chú anh chị thấy đây nè, sau này em thấy ban đầu là trấu ý sư dừa nè, là nó hầu như là phát triển tốt nhất và nó cũng rẻ tiền nhất nha cô chú anh chị. Ở đây em bảo là Bình Dương á, cái trấu ý sư dừa người ta vận chuyển lên người ta bán một bao sư dừa nè cũng khoảng chừng 30 ngàn, có khi 27 ngàn sư dừa. Rồi vỏ trấu thì một bao 60 ngàn, mà nó bằng 5 cái bao sư dừa, đây bao vỏ trấu vỏ lúa nó bự lắm. Thì hai cái giá thể này làm thấy ổn rồi, còn nếu mình mua thêm mấy cái giá thể khác thì mình tốn tiền thôi. Nói chung là đây là giá thể cơ bản nha, tại vì em thấy cái một số cái dừa cây giống người ta chuyên canh về sản xuất cây rồi đó, cây trái rồi đó, người ta cũng nhân giống cây rồi, người ta cũng trồng cái trấu sư dừa, chủ yếu là cây nó phát triển rất là tốt nha. Đó thì cái hỗn hợp này là hỗn hợp cơ bản mà em thấy rất là ổn định nha. Rất nhiều nhà vườn người ta cũng ưa chuộng cái giá thể này, mà cây của họ vẫn phát triển rất tốt nha cô chú anh chị. Nên cái đây là một loại giá thể thoát nước rất là tốt. Còn cái lượng dinh dưỡng nó có bao nhiêu hay không mà do mình bón phân vào. Chứ cái hỗn hợp này nó không có dinh dưỡng là do con người ta sẽ tiếp vào đây định kỳ điều độ, ví dụ như 10 ngày một lần thì cây nó, là mình phun qua lá nữa thì mình sẽ tiếp sức cho cái dinh dưỡng cho cái cây nó hút lên đó. Đây là cô chú anh chị, cái giá thể lúc trước em thử em trồng bằng đất nè, thì hỗn hợp mà có đất á, nó sẽ bị nó thoát nước chậm, vào mùa mưa thì nó cây nó không phát triển tốt được. Nên đây là nên cái chất trồng nào mà nó ứ nước nhiều quá, nó lèn nó lạnh á, là bắt đầu em đã thay qua bằng hỗn hợp sư dừa hết. Đây em quay cụ thể minh chứng cho mình xem, khi mà nó bị ứ nước á, nó phát triển không tốt, thì bắt đầu em đổi qua cái chất trồng bằng trấu sư dừa, tỷ lệ trộn là 50-50 nha, 50-50%. Hỗn hợp này dinh dưỡng nó không nhiều, nhưng mà nó lại là dinh dưỡng là do mình tiếp vào. Đây, cái này những hỗn hợp cũ nó vẫn còn bằng đất này, anh chưa thay nè. Cái nào mà nó ứ nước quá bắt đầu em thay bằng trấu sư dừa hết nè.
Đó, nên cái vấn đề thứ nhất là em nói về cái lỗ lù của nó, vấn đề thứ hai nói về cái giá thể. Cái giá thể của mình nó thoát nước tốt thì mình sẽ yên tâm vào cái mùa mưa nha. Nói chung trong miền Nam thì miền Bắc thì hồi xưa người ta hay nói là miền Bắc có 4 mùa xuân hạ thu đông, còn miền Nam thì chỉ có 2 mùa nắng với mùa mưa thôi. Mỗi mùa nó kéo dài cũng nửa năm á. Đó. Nên cái giá thể này mình yên tâm. À, trong cái vấn đề thứ hai á, nếu mà cô chú anh chị mình cảm thấy cái chất trồng của mình nó đang bị dư nước, đất nó bị lèn nước quá nhiều mà mình muốn thay luôn, thì như ở đây thì cái cách thay của em, cô chú anh chị thấy em cũng giữ lại cái cục đất nè, em chỉ phủi cái lớp bã mà nó bị lèn xung quanh thôi, lấy tay mình phủi chứ không có lấy kéo gì cắt hết đó, cắt nó đứt ha, cô chú anh chị, lấy tay mình phủi xung quanh cái mình đen, nên cô chú anh chị thấy còn nguyên cục đất ở đây nè. Đó, ở ngoài đấu xây dựng mới thôi. Đó, mình vẫn thay được nha, mùa mưa nè. Thì thay xong thì thấy nó thoát nước rất là tốt. Rồi lúc mình thay thì mình có thể đánh bớt một số lá, tại vì dù sao cái rễ mình nó cũng đã bị động cái chất trồng rồi, thì cái rễ nó tạm thời nó hút nước nên nó không có ổn định nữa, thì mình phải đánh bớt lá đi, lãi một số lá già đi để cho nó hoạt động bình thường trở lại. Tại vì cái lượng lá nhiêu đó mà cái rễ mình nó bị đứt mấy cọng rồi đó, thì mình để nhiêu đó nó sẽ rễ nó nuôi không nổi, nên mình đánh bớt một số lá đi. Đây nè cô chú anh chị, cái cây này nó bị vàng lá do uống nước nè, thì em thay chất trồng rồi nè, bắt đầu nó đâm ra những cây mới lại nè. Khi mình đưa lên á, đưa cây lên thì mình đánh bớt số lá, sau đó mình tưới cái dưỡng rễ lại bình thường nha cô chú anh chị. Tưới dưỡng rễ thì dưỡng rễ bây giờ nhiều lắm, kể ra là rất nhiều loại nha, nhưng ở đây thường em xài cái dưỡng rễ mà rốt hai Hoa Kỳ á, rồi rồi B1 Thái xanh nè, rồi tê ra sọc 4 nhiều lắm coi chứ gì, rồi rô rô rồi đó nhiều lắm. Thế nói giờ nói về dưỡng rễ không là cả một clip dài luôn á, rất là nhiều loại dưỡng rễ bây giờ. Nhưng mình khi mình đưa lên ở đồng rễ thì mình tưới dưỡng rễ khoảng chừng 2 đến 3 lần. Cách nhau 7 đến 10 ngày mình tưới một lần. Tưới dưỡng rễ xong thì cây nó sẽ ổn định trở lại. Cái cây này vàng lá do uống nước á, em đã thay rồi đó. Thay chất trồng rồi. À, lúc mình mới đưa lên cái rễ mình nó chưa bám vô chất trồng mới á, thì em dùng mấy cái cục đá xanh này nè, hoặc là mình lấy gạch tới ngói gì cũng được, mình đè nó xuống cho nó gió nó không có lắc, để cho nó cố định được cái bầu của nó, để cho rễ nó đâm vô cái giá thể mới nha. Cái cây này là do em thay cái giá thể mà em khui cái bầu hơi nhiều á, tại cái bầu cũ của nó là cái cục đất bứng á, cái em khui luôn cái cục đất đó luôn, gần như khui tới 90% luôn á, thì do đó em phải tương ứng em đánh cái lá cho nó ra nhiều, đánh gần hết lá luôn, chừa lại rất ít lá. Đó, thì nó vẫn phát triển bình thường nha. Vào mùa mưa thì nói chung cây mai nó sẽ, nếu mà nó thoát nước tốt á, thì cây mai nó sẽ phát triển rất tốt vào mùa mưa. Cái lá nó sẽ tươi, nó mướt hơn. Với điều kiện là cái chất trồng mình mà thoát nước tốt á, thì mùa mưa là đúng là cây mai nó sẽ phát triển tốt hơn bình thường nha. Cô chú anh chị mình theo dõi cái kênh của em nhiều năm á, thì cũng thấy cái vườn em cũng nhỏ chứ không có lớn lắm. Cây thì nó cũng nhiều gốc nhỏ nhỏ, gốc lớn thì cũng có khoảng chừng 30 gốc à. Thì nói chung lá rồi nó ấy, nói chung có một mình vườn này có một mình em làm à. Bà xã thì không hề biết gì về cây mai hết, còn không có ai hết á, một mình làm, trong khi làm nhiều công việc khác nữa nên nó cũng bề bộn lắm. Thì cái vấn đề qua vấn đề thứ ba là mình phải phòng được cái nấm rễ nha. Cái nấm rễ thì trong các loại thuốc nấm rễ thì em sử dụng thì em thấy có 2 loại mà rất là tốt, thì ở đây em quay chia sẻ của chị mình xem. Một cái loại mà rất quen thuộc nhà vườn nào cũng xài hết, Dimingon nè. À, một cái loại thứ hai là cái loại Aleve. Cái gói đây là người ta liều lượng người ta có ghi sẵn phía sau hết, thì hầu như nó tương ứng với một cái bình xịt khoảng chừng 20 lít nước,
thì có thể pha một gói này được. Cái này nó có cái lợi của nó là nó lưu dẫn được, lưu dẫn nha cô chú anh chị. Có nghĩa là ví dụ như giờ mình thấy cái lá mình đọng nước nè là mình xịt thuốc không có được, tại vì mình xịt vô là nó nước thuốc của mình dưới nước này nó trôi ra ngoài hết, nó trơn quá nó trôi hết, nó tuột hết thuốc, thuốc nó không có tác dụng. Nhưng mà khi mình tưới gốc á, nó lưu dẫn, đặc biệt cái sự lưu dẫn của nó là khi mình tưới vào gốc là nè, lưu dẫn hai chiều nè, mình tưới vào gốc thì nó sẽ lưu dẫn lên, nó diệt khuẩn ở trên lá, và khi mà nó tiếp xúc với rễ thì nó sẽ diệt khuẩn xung quanh rễ. Ở đây nó tưới gốc được rồi cho anh chị, nó tưới gốc được. Để em kiếm cái chỗ mà nó có tưới gốc để em quay rõ cho mọi người thấy là nó Ritingon và cái thằng Alies này đều tưới gốc được. Đây coi chú chị, chữ nó nhỏ quá là có thể đây, tiêu nè. Cái người mà người ta trồng tiêu là sợ nhất là cái bệnh chết nhanh của cái tiêu á, là nó do lỡ cổ rễ nè, lỡ cổ rễ chết nhanh thối gốc nè, là tưới quanh gốc được nha cô chú anh chị. Đối với cây mai mình tưới gốc được, và nó trong cái điều kiện mùa mưa vậy nè thì mình khó phun lên lá, nhưng mà mình tưới gốc được thì mình tưới gốc thì nó lưu dẫn lên, nó cũng diệt được một số cái vi khuẩn ở trên lá. Tuy nhiên các loại thuốc này á, chỗ nào nó tiếp xúc thì nó mạnh hơn, ví dụ như khuẩn trên lá nhiều á thì mình xịt lá thì nó sẽ diệt khuẩn trên lá, còn nó lưu dẫn lên thì hiệu quả nó không cao bằng là mình xịt thẳng vào lá. Nhưng mà nếu tưới gốc thì hiệu quả nó mạnh hơn, ở lúa nó sát khuẩn ở xung quanh cái nấm rễ, nhưng mà nó lưu dẫn lên lá thì ít. Ngược lại nếu mình phun lên lá thì nó diệt khuẩn ở lá mạnh hơn, nhưng mà lưu dẫn xuống rễ thì ít hơn. À, thì đây là hai cái loại Alies với lại Dimingon nha. Em xin lặp lại là em không có quảng cáo và bán nha. Nên một số anh chị lên Zalo hỏi em mua mấy thuốc này thì cô chú anh chị mình thấy cái rõ cái nhãn hiệu nè thì mình có thể mua, tìm trên Google, tìm cái nhà phân phối á, mình liên hệ tìm thẳng đến nhà phân phối luôn, chính hãng luôn, thì mình liên hệ để mình mua nha. Mấy cái gói này khoảng chừng 45.000 gói. Thì ở này thường em pha, nếu mà mình tưới gốc thì mấy cái gói này là hai gói với ba pha với ba thùng B, tức là khoảng 60 lít nước á. Riêumin cũng vậy, khoảng hai gói với ba thùng B. Thì mình tưới là mình phải tưới ít nhất cũng phải được hai lần nha. Giống như mình bệnh cảm mà mình uống thuốc, ít khi nào mình uống một một cử thuốc mà nó hết, mình cũng phải uống hai lần thuốc. Thì cái mình diệt nấm rễ thì mình cũng phải diệt, phải tưới hai lần. Lần thứ nhất là nó ngất ngư rồi, tưới thêm một cái lần thứ hai cách nó khoảng chừng 7 đến 10 ngày tưới lần thứ hai nữa là tiêu diệt hẳn nó luôn. Chứ mình tưới có lần là nó mới ngất ngư thôi, cái mình ngưng cái nó sống lại cũng như không thôi. Rồi có một cái loại là Trichoderma, thì cái này nó ngừa tiến trùng rễ. Nhưng mà thêm nói là cái tiến trùng rễ là cái thuốc Tobigo á, nó mới ngừa tiến trùng rễ. Một số khi cây mai nó bị dư nước á, nó sẽ phát sinh ra tiến trùng. Tiến trùng nó làm cái rễ nó nổi lên cái hộc đậu, nó làm cản cái đường nước với đường dinh dưỡng, rễ nó hút lên không được. Do đó mình phải ngừa tiến trùng rễ. Nhưng cái Trichoderma này thêm một số kỹ sư nông nghiệp bạn của em á, người ta nói là cái này là nó mùa mưa hay trời mát á, mình xài được. Nhưng mà khi nắng gắt lên là nấm này nó chết hết à. Mình rải lên gốc như vậy chứ nắng lên nó chết hết à. Nắng mà người ta mà còn muốn muốn bệnh với nắng luôn mà hỏi xì cái nấm mà sao nó sống nổi với cái nắng gắt được. Nên cái này là những cái tháng mà mưa dầm mưa ngâu rồi đó, tháng 7 rồi đó thì mình tưới thì nó có mới có hiệu quả. Chứ cái này chủ yếu là người ta dùng, người ta ủ cái phân bò rồi ủ cái rơm rạ lục bình rồi đó để nó mau mục. Người ta trùm bạt lại, người ta che kín lại, nó hầm hơi nó sinh ra nó mới phân hủy được cái chất hữu cơ. Còn mình tưới thẳng vào gốc thì cái hiệu quả nó không có cao, mà nó tốn tốn tiền á. Chứ có được ma nè. Nên nếu mà ngày vô tháng 7 á, tháng mưa dầm không có nắng á, thì mình sử dụng cái này được nha cô chú anh chị. Vấn đề tiếp theo là mình bón phân. Thì về cái cây mai mình là cái cây mà mình phải trồng ngoài nắng nha mọi người. Nếu mình trồng trong râm á, thì cái cây nó ra lá nó mét, không có bông nhiều, cây nó phát triển rất là còi cọc. Thì giờ bón phân á, thì thêm trong cái mùa mưa này á, mình hạn chế, hoặc là nếu mình dùng phân hữu cơ Diên á thì mình đây phân hữu cơ Diên em cũng mua đây khoảng chừng 5 mấy ký nè.
thì mình nếu mình dùng phân hữu cơ lỏng mình tưới nó sẽ tốt hơn là mình rải. Nếu mình rải nguyên viên á thì mình rải ít thì được nha, ít ít thôi thì được, với một lượng lượng ví dụ như cái chậu phía trước đi đó, cái chậu đó thì mình ít ít vài viên thôi, còn lại chỉ là mình tưới phân lỏng, mình tưới lỏng. Nếu mình đã là mình mua những cái lọ phân viên này thì mình ngâm dưới nước mình tưới 7 ngày 10 7 đến 10 ngày mình tưới một lần mình tưới. Tại vì cái phân lỏng nó sẽ khác phân viên ở một chỗ, như cơ bản là cái phân lỏng là mình khống chế cái lượng dinh dưỡng mình đưa vào được, còn cái phân viên là nó cứ nằm riêng nằm ở đó, cứ mỗi lần mình tưới nước dưới mưa nó cứ nằm riết nó sẽ chèm bẹp, mình không khống chế được cái lượng phân mà cho cái cây nó ăn. Còn cái phân lỏng á, sau khi mình pha loãng ra mình tưới thì nước mưa với lại nước tưới cây của mình á, nó sẽ dùa ra, và sau đó 10 ngày sau mình lại cho nó một cái lượng nữa, như vậy nó cứ liên tục như vậy nó cây nó không bị dư. Còn mình rải viên vô nó nằm ở đó riết cái nó không tan hết á, càng lúc nó càng dồn 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 lại, nó dồn lại riết là nó sẽ dư dư là nó sẽ dư phân, là nó sẽ hư rễ cháy rễ, dư phân hữu cơ là có thể gây ra thối rễ đó. Nên mình tưới phân lỏng thì nó sẽ an toàn hơn, mình điều tiết được cái lượng phân mà mình cho cái cây nó ăn thì cây nó sẽ phát triển tốt. Tại vì cái mùa mưa á, mưa nó cứ liên tục xuống thì cái phân mà nó không nó cứ nằm ở quanh chậu nằm riết đó là nó sẽ lèn cái đất của mình, là nó hư cái cây của mình. Em quan sát thấy cái nhà vườn lớn họ cũng hầu như là đa số đa phần cũng tưới phân lỏng theo cái chu kỳ thôi, 7 đến 10 ngày thì tưới 1 lần, có khi là 15 ngày một lần, tại vì tùy cái giá thể, tùy cái thời tiết ở vùng miền đó, tùy cái cây hoành gốc và chậu to nhỏ khác nhau nữa, nên mỗi nhà vườn có một cái chu kỳ khác nhau, có người là 7 ngày, có người 10 ngày, có người 15 ngày thì tưới một lần. Rồi thì clip của em đã kéo dài rồi, thì em xin dừng clip tại đây. Thì kênh chia sẻ về cái niềm đam mê chăm sóc mai vàng. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi. Thân chào và hẹn gặp lại.